7 nguyên nhân chính gây nên tình trạng viêm phổi ở trẻ sơ sinh. Nội dung được kiểm duyệt bởi bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thanh Duy, founder phòng khám Care for Kids. Viêm phổi ở trẻ sơ sinh là gánh nặng bệnh tật của ngành y tế. Nếu không được can thiệp và điều trị kịp thời, trẻ phải đối mặt với nhiều biến chứng nặng nề, đe dọa nghiêm trọng sức khỏe và tính mạng. Vậy đâu là nguyên nhân chính gây nên tình trạng này? Hãy cùng Mommy làm rõ ngay trong video này nhé! Do virus. Virus là nguyên nhân gây ra 80-85% trường hợp viêm phổi ở trẻ sơ sinh, có thể thành dịch lây lan xảy ra theo mùa. Do các loại vi khuẩn như F. pneumonia, Haemophilus influenzae, S. aureus, do trẻ hít phải nước ối, phân su đã nhiễm khuẩn hoặc dịch tiết ở đường sinh dục của mẹ lúc chuẩn bị chào đời. Ở trẻ sơ sinh thiếu cân, hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, vận động cơ chưa đều đặn nên dễ bị trào ngược dạ dày, bị chớ, khiến sữa bị hít nhầm vào phổi, gây các triệu chứng thở gấp, hụt hơi, tím tái mắt. Lượng sữa hít vào càng nhiều thì triệu chứng càng nặng và có thể gây ra viêm phổi. Trẻ bị mắc các bệnh như viêm da, viêm khoang miệng, viêm dây rốn cũng có thể dẫn đến viêm phổi. Trẻ sống trong môi trường kém vệ sinh như không khí ô nhiễm, nước bẩn, hít nhiều khói thuốc lá. Trẻ bị nhiễm lạnh khi không được ủ ấm trong mùa lạnh hoặc ủ ấm kỹ quá. Khi nắm được các nguyên nhân, ba mẹ cần điều chỉnh những nguyên nhân liên quan đến môi trường sống, nhiệt độ để giúp trẻ phòng ngừa viêm phổi nhé. Đừng quên subscribe hoặc follow kênh để theo dõi các thông tin cần thiết khác. Cài đặt ngay ứng dụng Mambi trên App Store và Google Play ba mẹ nhé.